Cô giáo, Dương Dương đâu rồi? Dương Dương về rồi mà, vừa về xong. Sao tôi không thấy nó? Dương Dương, Dương Dương, để tôi đi tìm giúp chị nha. Tôi cũng giúp. Alo, có chuyện gì? Sao? Dương Dương mất tích rồi sao? Alo, alo, Trương Mảnh sao? Dương Dương có ở chỗ của anh không? Không có. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô giúp việc tới đón thằng bé đi học về, nhưng không thấy thằng bé đâu. Cô giáo nói thằng bé đã về lâu rồi. Em vừa xem lại camera, là thằng bé đi một mình. Bây giờ không biết nó đang đi đâu. Phải làm sao đây? Được rồi, em bình tĩnh đi. Chúng ta chia nhau ra tìm. Khu giải trí, mấy khu bán đồ chơi trẻ em. Bình tĩnh nha. Dương Dương, Dương Dương. Chào anh. Anh có thấy đứa trẻ này không? Khoảng 7 tuổi, trước đây đã từng tới đây. Chưa từng gặp. Cảm ơn nha. Nè Thư Dĩnh, sức khỏe của em mới bình phục lại. Em chú ý sức khỏe một chút đi, có được không? Anh ấy tới rồi. Từ từ thôi. Sao rồi? Có tin tức gì không? Bây giờ phải làm sao đây? Anh nói coi một đứa trẻ như nó có thể đi đâu được chứ. Cô khóc cái gì? Khóc lóc có tác dụng gì không? Sao cô lại để cô giúp việc đi đón thằng bé? Cô là mẹ đẻ của nó. Sao cô lại không tự mình đi đón nó? Anh nói như vậy là sao? Tôi là mẹ đẻ của nó, anh cũng là bố đẻ của nó. Anh vì tức giận với Hà Đại Diệp, nói chuyện đi là đi. Anh để Dương Dương ở chỗ của tôi, không coi chừng thằng bé cẩn thận. Bây giờ nó mất tích rồi. Lý do tôi giao Dương Dương cho cô là vì thằng bé có thể sống cùng cô, sống một cuộc sống tốt hơn. Tôi biết tôi sẽ bất tiện cho cô, nhưng cô đã làm tròn bổn phận của một người mẹ chưa? Đúng, điều kiện của tôi không tốt. Tôi không có tiền, nên tôi không thể giữ em. Nhưng cho dù tôi có bận, cuộc sống tôi có khổ cực, tôi cũng tận tâm bảo vệ con của tôi. Anh bớt đặt điều lại đi. Nè Thư Dĩnh, Thư Dĩnh. Trương Mảnh, anh đừng có nói như vậy. Dương Dương là con của hai người. Cậu là bố đẻ của nó, cô ấy là mẹ đẻ của nó. Tình cảm của Thư Dĩnh cũng như vậy. Anh đừng nói gì hết. Trương Mảnh, tôi nói anh biết. Anh bớt đặt điều lại cho tôi đi. Anh trốn trong nhà, đến gặp mặt Dương Dương anh cũng không gặp. Anh lấy đâu ra tư cách mà trách móc tôi chứ? Tôi ly hôn không phải là vì tiền đâu. Tôi nói cho anh nghe, anh sai rồi. Lúc tôi gả cho anh, lúc đó anh có tiền hay không? Tôi sinh con cho anh có tiền hay không? Ngày hôm nay anh nói với tôi ly hôn là vì tiền là sao? Tôi để Dương Hải Đào đi cùng với tôi để nói rõ ràng với anh. Tôi ly hôn là bởi vì tôi không yêu anh. Đến liền đây. Ai vậy? Dì Đại Diệp. Nè không phải chứ, sao con lại tới đây? Tại vì con nhớ dì đó. Con tới đây một mình sao? Bố con đâu? Bố con không đến, mẹ con cũng không đến. Mẹ con tự đến đó. Vậy mẹ con có biết không? Con nhớ bố Trương Mảnh rồi. Mẹ con lại không cho con tới tìm bố, cho nên con đã lén lút tới đây. Thằng nhỏ này, con không phải là đang gây chuyện gì đó chứ? Vậy là mọi người đều không. Nè dì Đại Diệp, dì đừng gọi điện cho mẹ con. Vì nếu không nói với mẹ con một tiếng, không tìm ra con sẽ lo lắng chết đó. Nhưng con thật sự muốn gặp bố. Dì Đại Diệp, con đảm bảo với dì, đợi tới khi con gặp được bố rồi, khi ấy dì gọi điện cho mẹ con sẽ về với mẹ con, có được không? Thôi được rồi. Kể từ khi con chuyển tới sống với mẹ của con,
con đã không gặp được bố nữa rồi. Bố rất ít khi gọi điện cho con, cũng rất ít khi tới thăm con. Rõ ràng bố hứa rồi, để khi mẹ xuất viện sẽ tới đón con về nhà. Nhưng con đợi rất lâu nhưng bố vẫn không đến. Thôi được rồi, con ở đây đi, nghỉ ngơi một chút. Lúc nữa bố con sẽ về. Dì làm cho con một chút đồ ăn nha. Để cặp sang đây đi. Nào, con muốn ăn gì? Dì làm cho con. Nhà còn chút trứng gà, rồi còn có Coca-Cola, còn có chút đồ ăn thừa ngày hôm qua. Dì thật sự không nấu ăn ngon như bố con nấu. Hay là con cởi áo khoác ra trước đi. Nóng quá. Dì nấu ăn ngon hay không cũng được. Được rồi, vậy thì ăn thịt trước nha. Thật ra thứ mà tôi muốn rất đơn giản. Tôi chính là muốn hai người yêu thương lẫn nhau. Tôi sống cùng với anh ở tầng hầm, cùng anh ăn cám. Nhưng mà lúc đó tôi rất vui, bởi vì tôi cảm thấy chúng ta đều rất yêu thương nhau. Nhưng mà Trương Mãnh, anh có từng nghĩ qua, anh đặt cả con tim vào trong mối quan hệ của chúng ta hay không? Như anh trồng qua, anh cũng phải tưới nước bón phân chứ. Tưới nước bón phân ngày ngày không cần công việc sao? Tôi không cần sống sao? Anh luôn nói là mình không có tiền, chính là anh đang mượn cớ. Anh sống vì chính bản thân anh. Anh đối phó với tôi, đối phó với Hạ Đại Diệp, đối phó với Dương Dương. Anh có từng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để nghĩ xem rốt cuộc đối phương cần gì không? Cần gì chứ? Cần gì cũng phải đi kiếm tiền. Hai người được rồi đó. Chưa thấy Dương Dương vẫn còn đứng cãi nhau sao? Đứng đây mà cãi nhau hoài. Thực sự xin lỗi nha. Ở nhà tìm được Dương Dương rồi. Mau, mau đi. Lên xe, lên xe. Được rồi, tìm được con rồi. Em đừng sốt ruột như vậy nữa. Nè Trương Mãnh, lên xe đi. Ăn chưa no, dì sẽ nấu thêm cho con. Dương Dương, Dương Dương. Bố, con chờ bố lâu lắm rồi đó. Bố có biết là con nhớ bố lắm không? Bố ơi, con nói với bố, hôm nay đường xa như vậy, con một mình đi qua đây đó. Bố có thấy con lợi hại không? Lợi hại lắm đúng không? Để bố cho con lợi hại. Đừng có đánh con, nè Trương Mãnh. Các người đừng cản tôi. Con có biết không? Có biết bố lo lắng như thế nào không? Có phải một mình anh lo lắng đâu. Mọi người cũng đều lo lắng mà. Hai người qua đây ngồi đi. Đại Diệp, cho thằng bé ngồi xuống đây. Con nói đi. Thôi được rồi, đừng có như vậy mà. Con nói đi. Tại sao con lại trốn? Bố, bố đừng có đánh con nữa. Bởi vì con quá nhớ bố, cho nên con mới chạy tới đây để tìm bố đó. Con nhớ bố, con có thể gọi điện mà. Sao con lại trốn đi như vậy? Lỡ con lạc đường thì sao? Nhưng mỗi lần con gọi điện cho bố, muốn đi tìm bố, bố liền nói là bố bận công việc, sau đó liền tắt máy luôn. Con cũng không biết nữa. Nếu như con nhớ bố, con có thể nói với mẹ, mẹ sẽ đưa con đi tìm bố. Bố nói mẹ mới xuất viện, cần được nghỉ ngơi. Còn chú Dương lại bận rộn như vậy, con không muốn làm phiền tới hai người đâu. Con tự mình nhớ đường, cho nên con đã chỉ đường cho bác Tài nữa đó. Con còn nhớ cả biển số xe của chiếc taxi đó nữa. Số điện thoại của bố con cũng đã học thuộc rồi. Lỡ như bị mất tích, con sẽ gọi 110. Cho dù như vậy con cũng không được chạy lung tung chứ. Mẹ, con không muốn về nhà với mẹ nữa đâu. Con muốn ở cùng với bố. Nhưng mẹ cũng đừng giận con. Khi con ở cùng với bố, con cũng sẽ rất nhớ mẹ đó. Con nói thật mà. Dương Dương, con xem đi. Cảm ơn chị. Con xem vừa rồi con nói nhiều như vậy, có câu thì đúng nhưng cũng có câu thì không đúng đâu. Con xem hôm nay con tan học tự ý bỏ đi. Đây là chuyện con sai rồi. Con biết mẹ con hôm nay lo lắng cho con ra sao không? Con cũng biết mẹ của con vừa làm phẫu thuật xong, đang trong quá trình bình phục đó. Con có phải là nên ở lại bên cạnh mẹ hay không? Hơn nữa,
Gần đây bố của con tìm được công việc mới, cho nên công việc cũng rất bận. Con thấy như vậy có ổn hay không? Con đó hôm nay sẽ về với mẹ, như vậy thì mẹ con sẽ nhanh bình phục hơn, được không? Dương Dương, con nghe lời trước đi, cùng về với mẹ. Bố hứa với con, sau này có thời gian sẽ thường xuyên tới thăm con, cũng sẽ thường xuyên gọi điện cho con, có được không? Bố à, có phải bố không cần con nữa hay không? Sao bố lại không cần con chứ? Con là người quan trọng nhất của bố, đương nhiên là bố sẽ cần con rồi. Con biết là mọi người muốn con về cùng với mẹ để cùng đi Mỹ, nhưng mà con đi Mỹ rồi thì không thể nào ở gần bố được nữa. Bố, mặc dù bố là người lớn, nhưng bố vẫn luôn ngốc hơn con. Con muốn trước khi đi, muốn nhìn thấy bố chăm sóc tốt cho bản thân con mới yên tâm. Con yên tâm đi, bố sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Con cũng phải nghe lời bố, về ở với mẹ một thời gian có được không? Dương Dương đi thôi, về cùng với mẹ đi con. Nhanh lên. Cảm ơn chị, cảm ơn. Đây, mẹ mặc áo cho con. Anh chị đi thông thả nha. Cảm ơn rất nhiều. Sao lại cho con ăn mì chứ? Có ăn là tốt rồi. Cô cho thằng bé ăn mì thì thôi đi. Cô đang có thai đó, sao có thể ăn mì được chứ? Mẹ, đừng nói là mẹ đang giận con nha. Mẹ không có giận con đâu. Mẹ, con rất là yêu bố và cũng rất yêu mẹ. Nhưng mẹ sắp dẫn con đi ra nước ngoài rồi, sau này con không gặp được bố nữa, cho nên con muốn ở bên cạnh bố lâu lâu một chút. Chuyện hôm nay con khiến cho mọi người lo lắng rồi, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Dương Dương, mẹ cũng không có giận con. Con yêu mẹ, con yêu bố. Bố mẹ cũng rất yêu con. Nhưng sau này con có việc gì nhất định phải nói trước với mẹ, có biết không? Con không được để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Con chính là bảo bối yêu quý nhất của mẹ đó. Mẹ hứa với con, khi tới Mỹ, nếu như có thời gian, chúng ta sẽ quay lại thăm bố. Còn nếu như bố của con rảnh, bố con cũng có thể đến Mỹ để thăm mẹ con mình, có được không? Thật vậy sao? Vậy thì móc ngoéo đi. Được, hứa nha. Móc ngoéo. Ăn hết đồ ăn rồi đúng không? Anh nấu thêm cho em nha. Làm gì vậy, sao còn chưa đi? Em nói đi, anh tới nhà rồi vẫn không có ly nước để uống. Hôm nay cảm ơn em nha. Nếu như không có em, anh với Thư Chỉnh sẽ lo chết mất. Tôi còn phải cảm ơn Dương Dương nữa đó. Nếu không, tôi cũng không thể nào gặp được anh. Vậy em thay ổ khóa chưa? Mua rồi, chỉ cần chờ thay thôi. Nếu như em mua rồi, hôm nay anh sẽ thay cho em luôn. Thay được rồi, hai chúng ta ra ngoài, ra ngoài đi. Thợ thay khóa thì đầy trên phố. Tôi cần gì nhờ anh chứ? Anh ra ngoài, anh biến đi cho tôi. Ít ra cũng nghe anh nói chứ. Không có nói cái gì hết. Làm chủ nhà thì giỏi lắm sao? Em đánh anh sao? Em xin lỗi. Không phải đâu, lâu lắm rồi em không được ai hôn, cho nên nhất thời em phản ứng vậy thôi. Em xin lỗi nha. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Anh nói được rồi chứ? Thực ra ý của anh hồi nãy
ngay sau khi thay khóa thì chính là lúc bắt đầu cho chuyện quan trọng của hai chúng ta. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn chuyển tới đây ở. Hơn nữa còn phải chăm sóc cho em, bữa sáng, bữa trưa, còn có bữa tối. Ngày ngày đều dọn dẹp phòng làm việc thật gọn gàng ngăn nắp. Không, chỉ có nơi em ở, anh đảm bảo sẽ không có một hạt bụi nào đâu. Nếu ban ngày em ra ngoài làm việc, anh sẽ ngoan ngoãn đợi em ở nhà. Anh rất thích em ăn hiếp anh đó. Hơn nữa anh còn cảm thấy em giận rất đáng yêu. Những lời ngọt ngào này của anh không có tác dụng với em đâu. Em hỏi anh nha, anh có biết mình sai chưa? Sai rồi. Nhất định là sai rồi. Hơn nữa anh cũng đã nghĩ thông. Anh biết là anh sai ở đâu. Không phải sai là đã dọn đi, cũng không phải là không quay lại. Sai lầm lớn nhất của anh chính là anh luôn muốn dành mọi thứ cho em, nhưng nó thật sự không phải điều em muốn. Đến bây giờ thì anh đã biết. Sau này anh sẽ nỗ lực hơn nữa để cho em không phải đau lòng vì anh, có được không? Thấy thái độ nhận lỗi của anh cũng xem như thật lòng sám hối, tạm thời tha cho anh đó. Nhưng mà tạm thời thôi nha. Anh nói xong rồi, anh có thể thể hiện chút thành ý với em hay không? Một chút xíu thôi. Tâm tư phụ nữ các em rất là khó đoán. Em có thể đồng ý với anh, sau này nếu như có chuyện gì hoặc là em muốn cái gì, em có thể trực tiếp nói với anh không? Con người của anh vốn dĩ rất ngốc, không đoán ra được đâu. Thực ra đối với chuyện tình cảm, hai chúng ta đều là mò đá qua sông. Em xem trước đây quả thực là la sướng rất tốt, thư chỉnh cũng rất tốt. Nhưng mà tại sao đoạn tình cảm trước đây của chúng ta đều không tốt? Hay là bởi vì trong lòng chúng ta có suy nghĩ gì đó? Hay là có một vài chuyện chúng ta đã không cùng nhau đồng lòng, có đúng hay không? Cho nên hai người chúng ta phải đồng lòng thật tốt. Vậy anh có biết bây giờ em đang suy nghĩ gì không? Em đang nghĩ cái gì? Đừng nói là em đánh anh nha. Làm gì vậy? Học theo em. Em có thể nghe anh nói hết được không? Có gì mà nói chứ, làm chủ là giỏi lắm sao? Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn chuyển qua đây ở. Hơn nữa còn phải chăm sóc cho em nữa. Bữa sáng, bữa tối rồi lại bữa trưa. Ngày ngày đều dọn dẹp phòng làm việc thật là ngăn nắp. À không, chỉ có nơi của em ở, anh đảm bảo sẽ không có một hạt bụi nào đâu. Nếu như ban ngày em ra ngoài làm việc thì anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em. Anh rất thích bị em bắt nạt đó. Hơn nữa anh còn cảm thấy em rất đáng yêu khi tức giận. Mẹ ơi, cái này có thể mang đi không? Đương nhiên là được rồi. Dương Dương, ngày mai con phải chuyển tới chỗ của bố con ở rồi. Đến lúc đó không có cô giúp việc nữa, con có quen không? Mẹ à, mẹ chưa từng sống những ngày tháng không có cô giúp việc sao? Thật ra thì con không thích có cô giúp việc lắm đâu. Con không thích nhà to. Con chỉ hy vọng là con có một gian phòng ốc riêng của mình. Hơn nữa mẹ à, mẹ có thể thường xuyên tới thăm con không? Vậy là con muốn ở một mình một phòng sao? Bố một phòng, con một phòng, dì đại dịp một phòng. Vậy mẹ con thì sao? Mẹ thì ở căn nhà to của mẹ đi. Chờ tới khi con ở chán căn phòng của con rồi thì con sẽ tới ở căn nhà to của mẹ, có được không? Đúng là thằng nhóc này. Được rồi, mẹ sẽ chờ con. Thôi, đi tắm đi. Thật tốt, thu dọn xong rồi.
Sếp cũ của tôi biến thái lắm. Tự mình ly hôn, coi công ty là nhà thì thôi đi, còn bắt chúng em tăng ca mỗi ngày. Mỗi ngày còn phải gọi video cho người yêu nữa đó, không được sao? Yêu xa yếu lòng biết là bao. Chúng em còn hướng tới kết hôn. Anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai, lớn như nè cô gái. Chị đây cũng từng ly hôn. Chị cảm thấy là không phù hợp đâu. Em cảm thấy một người đàn yêu như em càng thích công việc này hơn. Em còn mua trên Taobao các kiểu váy cưới nữa đó. Chính là vì em muốn mang lại cảm giác thật hơn khi trải nghiệm cảm giác làm cô dâu. Thật là ngại quá. Em hy vọng có một người sếp có thể hiểu chúng em. Tình hình văn phòng công ty em cũng tìm hiểu qua mạng rồi, cũng như đã khá dự ý rồi. Tới đây có thể đảm nhận gương mặt thương hiệu cho mấy người gương mặt thương hiệu. Phải đó. Có gương mặt đại diện. Tôi ở ủy ban khu phố đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc rồi. Chủ yếu là chú ý đến việc hòa giải mâu thuẫn vợ chồng. Đối với quan hệ nam nữ, tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm đó. Tôi muốn làm tư vấn hôn nhân ở chỗ của cháu, nhất định sẽ giúp được cháu rất nhiều chuyện đó. Nhưng mà cháu thấy bác anh hùng lao động, bác quá siêu rồi. Cái đó chỗ cháu không cần đến cố vấn hôn nhân đâu. Chỗ cháu công việc chân tay là nhiều đó. Con chỉ sợ là bác mệt thôi. Bác cháu mình cũng quen nhau rồi. Sau này có gì cần cứ gọi điện liên lạc với bác nha. Dạ dạ dạ, đây là danh thiếp. Dạ, vất vả chuyến này cho bác rồi. Thật sự là ngại quá, để cháu tiễn bác nha. Được rồi, thật là vất vả cho bác. Cháu gái, nếu như thành công, bác sẽ dẫn các con đi khiêu vũ. Dạ dạ. Chúng con cũng không nhịp nhàng được đâu. Coi chàng ngốc này đi, nếu như hai đứa có mâu thuẫn thì tới tìm bác. Dạ không phiền bác đâu. Con sẽ cố gắng tìm bác mà. Bác đi thông thả nha. Không tin được luôn. Phỏng vấn cả buổi sáng vẫn không tìm được ứng cử viên sao? Công ty chúng ta quy mô nhỏ như vậy, tìm đâu ra mà dễ chứ. Mệt chết đi được. Nè cẩn thận đó. Sao đột nhiên lại tuyển người như vậy? Em nói công ty của chúng ta bây giờ không nhiều việc lắm, nhưng mà em vẫn muốn tuyển thêm người. Chính là muốn bản thân mình được nghỉ ngơi. Lỡ như một thời gian nữa có chuyện gì đó, ai là người gánh đỡ chứ? Lưu Đan này cũng thiệt tình. Đang yên đang lành sao lại thôi việc chứ? Hôm nay cô ấy đi đăng ký kết hôn. Nhìn em làm gì? Có phải là anh đang xem là em có buồn không phải không? Hai người họ có tình cảm thì cũng nên về với nhau rồi. Em thì lại có chút đố kỵ. Dựa vào đâu mà hai người họ dám giật mặt em chứ? Nhưng mà có điều, anh vừa về đã làm cơm cho em ăn. Làm gì có ai hạnh phúc được như em? Không phải anh chuyển qua đây chăm sóc cho em sao? Đây, tranh thủ ăn đồ nóng đi. Sau khi ăn xong, anh sẽ rửa chén. Anh còn phải đi đón Dương Dương nữa đó. Sau đó còn phải tới đài truyền hình làm việc nữa. Nè sao anh không ăn? Cho hỏi ở đây có tuyển người hay không? Dạ không. Sao cậu lại về nữa rồi? Nhà vẫn còn cơm mà còn tới đây ăn sao? Cơm đó là anh Trương làm cho chị mà. Em ăn thì nói gì nữa. Đại Diệp, em nghiêm túc đó. Chị để em quay lại công ty đi. Em biết Lưu Đan nghỉ việc rồi. Em cũng biết công ty đang thiếu người. Chị coi, giá phờ phạt của chị bây giờ đó nhất định là không tìm được người phù hợp rồi phải không? Vậy em đậu chắc rồi. Cho dù thích hợp hơn nữa tôi cũng không cần cậu đâu. Tại sao? Lần này chúng ta ký hợp đồng, tất cả sẽ làm theo các điều khoản trên hợp đồng. Vẫn không được đâu. Không phải là chuyện ký hợp đồng trước kia cậu vẫn làm việc cho tôi rồi, mà là tôi cảm thấy cậu còn trẻ. Ở chỗ của tôi sẽ phí phạm nhân tài đó, để có thể tiếp xúc nhiều kiểu người khác nhau. Đó cũng coi như là tích lũy được chút kinh nghiệm rồi, rất có lợi cho sau này. Nhưng bây giờ khác rồi. Nếu cậu đã lựa chọn ở lại trong nước, hơn nữa cậu cũng về cùng với Gia Gia rồi, cậu nên đối xử thật tốt với người ta, cân nhắc kỹ lưỡng, tìm một công việc đàng hoàng. Chỗ chị làm gì có khi nào không đàng hoàng đâu. Chuyên ngành đấu khẩu sao? Cậu thật sự yêu thích ngành nghề này sao? Cậu chắc chắn là gắn bó với ngành nghề này lâu dài, còn tiếp tục làm. Đừng để thanh xuân của mình lãng phí ở chỗ của tôi.
Lưu Đan thôi việc rồi, là vì cô ấy có kế hoạch trong tương lai. Còn cậu thì sao? Có phải là cũng nên có dự định gì đó cho tương lai của mình hay không? Hay là như vậy đi, sau này chị có cần gì thì ít ra tôi cũng có thể giúp chị. Được thôi. Đại Diệp, thật ra chuyện Lưu Đan sắp kết hôn đó, hôm nay đi đăng ký kết hôn rồi, vậy sao chị không buồn? Chị với La Sướng, tôi với La Sướng đều là chuyện cây dựng hạt thóc mà thôi. Chuyện qua lâu lắm rồi. Hơn nữa bây giờ anh ấy đã có Lưu Đan, coi như cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân. Tôi thật sự mừng cho anh ấy, bao gồm các cậu nữa. Trước đây không phải cậu cứ quấn lấy tôi sao? Bây giờ cậu có Gia Gia rồi, tôi cũng thấy mừng cho cậu. Chuyện này, hai chuyện này đâu có giống nhau đâu. Là tôi đơn phương, sao lại không giống nhau chứ? Vậy trước đây tôi thích La Sướng, bây giờ tôi không thích anh ấy nữa, cũng như nhau thôi. Chị Đại Diệp, Thạch Đầu, hai người sao lại ở đây? Phải đó, hai người cũng tới đây ăn cơm sao? Thạch Đầu, từ ngày cậu nghỉ việc ở công ty Dạ Xoa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó. Không phải chứ, hai người vẫn còn làm việc ở đó sao? Vẫn còn. Không biết đâu, gia đình Dạ Xoa hình như xảy ra chút chuyện đó. Gần đây là không quản lý công ty luôn. Nếu không, chúng tôi lấy đâu ra thời gian dạo phố ăn uống chứ? Đúng rồi, cùng ngồi ăn nha, tôi trả tiền cho. Nào nào, được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Được rồi, phục vụ, cho thêm vài cái chén với thực đơn đi. Khi nãy hai người nói vậy là có ý gì? Cậu vẫn chưa hiểu sao? Thì là công ty đó sắp bị sa thải rồi. Không phải đang làm việc rất tốt sao? Sao lại sa thải chứ? Nhưng đây là tin đồn đó. Có biết Phi Phi không? Chính là nữ diễn viên gần đây rất nổi tiếng đó. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Chú rể là một đại gia. Không phải là cô ấy kết hôn có liên quan tới Dạ Xoa đó chứ? Nghe tôi nói hết đã. Trước đây cô ấy tới công ty là do tôi đón tiếp, nói là muốn tổ chức hôn lễ. Cậu nghĩ coi, một cái tờ đơn to như vậy, theo suy nghĩ tiếp theo là kiếm được một mối lớn đúng không? Nhưng mà kết quả thì không nha. Dạ Xoa lại không nhận. Mấy người nói coi, Dạ Xoa đánh mất tiền ngay trước mắt, sao cô ấy lại không nhận gì chứ? Chắc chắn là công ty không muốn hoạt động nữa rồi. Nhưng mà tôi lại nghe khác cô. Hai người họ muốn đi nước ngoài, đến hòn đảo nào đó tổ chức hôn lễ, chi phí khá lớn. Chi phí lớn cô ấy càng phải nhận chứ sao? Hơn nữa không phải là có tiền đặt cọc được sao? Vấn đề chính là nằm ở chỗ tiền đặt cọc. Chồng đại gia của cô ấy bây giờ tất cả tiền bạc đều đầu tư vào thị trường chứng khoán và tài chính, tạm thời vẫn chưa rút ra, vì vậy mới không ai nhận đó. Như vậy làm sao gọi là đại gia? Phải đó. Alo. Được rồi, mình biết rồi, cậu cứ bình tĩnh đi. Nè, cậu trả tiền nha, tôi đi trước đây. Chị đi đâu? Không thấy La Sướng đâu nữa rồi. Không thấy đâu nữa sao? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, đã bắt đầu bật hộp thư thoại. La Sướng, hoặc là anh nghe điện thoại nghe cho em, hoặc là trốn cho kỹ vào, đừng để em bắt được anh đó. Em mà bắt được anh, xem em xử lý anh ra sao. Nghe điện thoại nhanh lên.
là sướng. Hoặc là anh nghe điện thoại nghe cho em, hoặc là trốn cho kỹ vào, đừng để em bắt được anh đó. Em mà bắt được anh, xem em xử lý anh ra sao. Nghe điện thoại nhanh lên. Đại Diệp, anh còn dám nghe máy sao? Anh đang ở đâu? Anh được quá ha. Muốn chạy trốn hôn lễ phải không? Đi. Nè Đại Diệp, đi thôi. Anh không muốn đăng ký kết hôn đâu. Ai cần anh đi đăng ký kết hôn chứ? Muốn ở đây đợi có phải không? Đại Lưu đang tới đây giết chết anh hả? Vậy thì anh cứ đợi đi. Em đã đợi anh cả ngày rồi, sao anh giờ mới tới? Chuyện hôn nhân không phải chậm trễ được đâu. Em còn tưởng anh không muốn tới nữa chứ. Nè em yêu, anh thật sự là kẹt xe đó. Sao anh lại không tới được chứ? Anh muốn cưới em lâu như vậy rồi. Chúng ta tới chặng đường cuối rồi. Sao lại lâm trận bỏ chạy được phải không? Thôi được rồi, đừng có giận nữa. Anh hứa với em, ngày tháng sau này của em, anh nhất định sẽ không dán mặt nữa đâu. Có được không? Mắt ói ghê đó. Sao vậy? Sao lại dừng lại ở đây rồi? Cả đời của em chính là bị chỗ này giữ chân một cách không cam tâm. Anh biết không, lúc em hơn 20 tuổi, rất ngưỡng mộ những cô gái đó. Đi club hay về nhà cũng như nhau. Một năm bốn mùa, mặc mỗi một cái quần tất. Anh nói coi bọn họ không biết lạnh sao? Trời lạnh như vậy mà cũng không mặc ấm. Có một lần có một người bạn đưa em tới đây chơi. Em cũng xuống dưới lầu mua một cái quần tất để mặc. Lạnh chết đi được. Lạnh hết cái chân, đỏ hết lên. Sau đó em liền vào trong mặc cái quần khác. Lớn hơn một chút nữa, em có hơi xấu hổ. Em thấy, sao lại phải ở đây làm những cô gái như vậy? Từ đó em đã không tới đây nữa rồi. Đại gia, có phải em đang sỉ nhục lựa chọn trước đây của anh không? Em đâu có tệ như vậy. Phải đó, em đâu có tệ như vậy. Em cảm thấy em cũng rất tốt mà. Em nhìn cũng đâu có tệ đâu. Đâu tới nỗi xấu chấn động chứ. Đầu óc cũng thông minh, sống cũng rất sòng phẳng. Tính cách thì cũng khá tốt. Năng lực thì cũng đâu có kém. Nhưng em vẫn chỉ là không tệ thôi. Cô gái nào mà tình nguyện thừa nhận bản thân cả đời này sống chỉ là không tệ đâu chứ. Không tệ so với tệ vẫn tốt hơn. Em quá nghiêm khắc với bản thân rồi. Cuộc đời này của em chính là bị điều này trói buộc không cam tâm. Em luôn cảm thấy cuộc sống không rõ trắng đen. Anh có biết không, thật ra em rất ngưỡng mộ Lưu Đan đó. Từ trước tới giờ đều không so đo với bản thân. Muốn làm gì thì làm. Muốn yêu ai thì yêu người đó. Cảm giác thấy muốn kết hôn thì kết hôn. Có cái tôi cá nhân tốt biết bao. Rất phóng khoáng. So sánh với em thì ai mà không phóng khoáng. Em ngang như con cua vậy đó.
Nếu không thì chúng ta cũng sẽ không cứ vậy mà bỏ lỡ nhau. Nếu như em trẻ hơn anh vài tuổi thì có thể sẽ cùng anh chạy đến cuộc dân chính, lại cược một ván. Nhưng mà em không làm được. Tuổi tác hiện tại của em lấy đâu ra chuyện dùng thanh xuân đánh đổi lấy ngày mai chứ? Hơn nữa, không cam tâm thì sẽ mãi cố chấp. Căn bệnh này của em phải chữa rồi. Thật đó. Anh xem, không làm được diễn viên chính thì không diễn còn hay hơn đó. Làm vai phụ chạy đi đóng thế tốn sức lắm. Anh xuống xe đi, tới rồi kìa. Là một nơi mà tất cả mọi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Khắp nơi đều là người yêu của anh. Không cần hứa hẹn tương lai với họ, cũng không cần bất cứ lời hứa nào. Tốt biết bao. Cho dù không có Hà Đại Diệp, anh xem, còn có một Hà Tiểu Diệp, Hà Thúc Diệp, còn không phải là có Lưu Đan, thì còn có Trương Đan, Lý Đan. Tùy anh chọn thôi. Nhưng mà bất luận là anh chọn ai, anh đều phải ở trước mặt Lưu Đan nói cho rõ ràng. Không có cô gái nào có thể để anh tùy tiện chà đạp làm hại đâu. Tính của anh trẻ con, nhưng anh không phải trẻ con. Nếu như anh còn tiếp tục ấu trĩ như vậy nữa thì là ngu ngốc đó. Nếu anh còn thời gian thì anh cứ dùng đi. Dù sao thời gian luôn có thể cho anh lựa chọn đúng một người. Anh đã bỏ lỡ em, anh hối hận. Anh bỏ lỡ Lưu Đan, em tin anh sẽ càng hối hận hơn. Đời này của anh sẽ không mong muốn sống mãi trong hối hận chứ phải không? Anh xin lỗi Đại Diệp, anh lại gây thêm phiền phức cho em. Không phải sao? Tối qua mới gửi tin nhắn cho em nói tạm biệt, vậy mà mới có mấy tiếng sau. Mới đúng là tạm biệt thiệt đó. Anh còn lầy hơn em nghĩ nữa. Mở khóa đi. Làm gì? Nè, không phải chứ. Đại Diệp, em biết anh từ trước tới giờ đều không thuộc số điện thoại, cho nên xóa đi. Xóa đi cũng rất tốt mà. Cũng đừng nói tạm biệt gì nữa. Sau này không cần gặp lại nữa đâu. Không phải, nhưng mà đại gia, hai chúng ta còn cần đi đến nước này không? Em phải bắt đầu cuộc sống mới. Em không muốn dây dưa với anh thêm một lần nữa đâu. Em thật sự là quá lạc hậu rồi. Mỗi lần khi em make up rất đẹp, một cuộc điện thoại của anh, mỗi tin nhắn của anh khiến em lập tức trở về nguyên hình. Chúng ta đừng ai nấy đi có được không? Đừng cứ làm phiền nhau như vậy nữa. Anh xuống xe đi. Sau khi anh xuống xe rồi, mọi thứ liên quan với chúng ta coi như biến mất, không còn dính dáng gì nữa. Anh đến club cũng được, anh đi đăng ký cũng được, tùy ý anh. Bây giờ là thời điểm tắt đường đó. Dù sao anh đi như vậy thì anh chạy vẫn nhanh hơn. Em sẽ lái xe về cho anh. Là sư phụ, đừng để em hối hận vì quen biết anh. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện kết hôn với anh ra thì trong lòng của em thì anh vẫn là một người cực kỳ tốt. Cố lên.
Bao nhiêu năm nay anh chỉ nhớ số điện thoại của em, từ trước tới nay chưa từng quên. Đại Diệp, anh xin lỗi. Chúng chỉ anh muốn vô tư một lần, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Anh phải để cho em biết những gì đã qua, tình yêu đã qua, tất cả đều là thật. Em vẫn đang đợi anh. Anh đẹp trai, anh về thành phố sao? Quần áo cũng là sinh mạng đó, chúng có thể nghe hiểu điều mà chúng ta nói. Không được tùy tiện nói dứt chúng là dứt đâu, chúng sẽ đau lòng lắm. Nghĩ cũng đúng. Thượng Hải lớn như vậy, hai chúng ta có thể gặp được nhau, chứng tỏ ông trời thấy chúng ta chủ định là phải ở bên nhau rồi. Anh tuyên bố hai chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu yêu nhau. Em có thích anh vậy không? Em thích anh lắm. Đi. Anh làm gì vậy? Anh đang ghen sao? Trong bức ảnh đó có anh. Đồ đạc có liên quan tới anh là có liên quan tới em. Anh xin lỗi. Hôm qua em đã đi cả đêm. Em cảm thấy em đã đi cả Thượng Hải rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn quay về lại bên anh. Em không buông được. Em không thể nào rời xa anh được đâu. Làm sao vậy? Sao lại có máu rồi? Nè, cô có sao không? Có máu rồi phải làm sao đây? Đáng thương quá. Nè, có ai báo cảnh sát chưa? Alo, chỗ của chúng tôi xảy ra tai nạn xe đó. Chị Giai, xin chào. Giai Giai, anh Mảnh xong chưa? Thấy sao hả? Đẹp trai quá. Uống trà sữa đi.
Anh bây giờ khác xưa nhiều rồi. Đừng nói là sau này bắt em tăng thù lao cho anh đó. Anh trong lòng em là như vậy sao? Mấy năm nay anh vẫn luôn thật lòng cảm ơn em, hết lần này đến lần khác giúp đỡ cho anh. Cho dù anh không chịu tranh giành dương lên thì em cũng không từ bỏ anh. Bây giờ cũng đã tới lượt anh báo đáp em rồi đó. Nói thật thì về phần anh em không hề lo đâu. Em chỉ lo hại đại diệp của anh thôi. Tới lúc đó lại đưa ra vấn đề làm khó với em. À đúng rồi, nói đến đại diệp, gần đây chị ấy thế nào rồi? Cô ấy sao vẫn như vậy thôi. Chỉ cần có công việc sẽ điên cuồng như vậy. Nè, anh phát hiện đàn bà bọn em còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông nữa đó. Một khi vào công việc rồi đều tự coi mình như những thằng đàn ông. Em không có liên quan gì đâu. Bây giờ em sức dạ dai rộng thì đại diệp thì khác đó. Chị ấy đang có thai cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Không cần chuyện gì cũng phải đích thân tự làm đâu. Công ty không phải còn có những nhân viên khác sao? Mấy người đó đều từ chức hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô ấy. Nhưng mà trước đây có một cậu con trai, nói là đã xuất ngoại, sau đó lại trở về không biết tại sao luôn. Con trai sao? Tên là Thạch Đầu đúng không? Sao em biết? Anh nghe điện thoại đã. Alo, xin chào, tôi là Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải. Xin hỏi anh có quen cô Hà Đại Diệp không? Quen, sao vậy? Cô ấy hiện đang ở bệnh viện chúng tôi. Cái gì chứ? Cô ấy bị tai nạn xe, đang cấp cứu. Được rồi, anh đến bệnh viện đây, Đại Diệp bị tai nạn xe rồi. Cái gì chứ? Ở bệnh viện nào? Thạch Đầu, cậu đang ở đâu vậy? Được rồi, bình tĩnh trước đi. Tôi nói cho cậu biết, khi nãy tôi thấy anh Mạnh nói Hà Đại Diệp. Xin chào, nhường đường đi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Đại Diệp, Đại Diệp, Hà Đại Diệp. Anh là Trương Mạnh đây, em tỉnh lại đi. Đứa con của em. Em yên tâm đi, nhất định sẽ không sao đâu. Anh sẽ ở đây cùng với em. Em cứ yên tâm, nhất định sẽ không sao đâu mà. Xin chào, xin dừng đường đi. Chúng tôi phải vào trong rồi. Anh à, anh ở bên ngoài đi. Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Phải, tôi là cha của đứa bé. Ký tên vào đồng ý phẫu thuật đi. Được rồi. Ký ở đâu? Ký ở đây. Giấy đồng ý phẫu thuật. Ký tên nhanh đi. Cảm ơn, không có gì. Bác sĩ, sao rồi? Bị thương không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có bị thương vào trong bụng. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà đứa bé mất rồi, sảy thai rồi. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức. Em tỉnh rồi sao? May quá, vẫn còn có anh bên cạnh em. Nếu không em sẽ nghĩ đây là giấc mơ đó. Anh vẫn luôn bên cạnh em đó thôi. Sau này cũng vậy. Em yên tâm đi. Con của em đâu? Nó vẫn ổn chứ?
Đại Diệp, em còn trẻ, bác sĩ đã nói rồi, sức khỏe của em rất tốt, sức khỏe của anh cũng rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta chắc chắn sẽ có thêm em bé. Em đói rồi, anh làm chút gì cho em ăn đi. Vậy anh đi lấy đồ ăn cho em nha. Em ngủ thêm một chút nữa đi. Anh sẽ về nhanh thôi. Đừng vào. Đứa bé sao rồi? Mất rồi. Anh qua giúp một tay đi. Để anh, để anh. Để anh xem. Đỏ như vậy sao? Đêm kết hôn phải như vậy chứ. Đỏ mới may mắn. Em mua lúc nào vậy? Lúc anh lần đầu tiên đồng ý kết hôn với em đó. Em đã mua rồi. Em đứng qua kia đi. Quay lại đây. Để anh nhìn thử coi. Có tâm cơ tới như vậy sao? Ai vậy chứ? Đợi anh một chút. Nhớ là đợi anh đó. Đợi anh có biết chưa? Đến đây, đến đây. Tới rồi, vội vàng cái gì chứ? Nè, sao cậu lại tới đây? Đứng lên cho tôi. Nè, cậu làm gì vậy? Thạch đầu. Cậu làm gì vậy? Sao gặp là đánh nhau rồi? Vừa mới gặp đã động thủ là sao? Cậu bị bệnh sao? Bây giờ anh ấy là chồng của tôi, cũng là anh rể của cậu đó. Có biết phân nặng nhẹ không? Chị bị điên rồi. Loại người này mà chị còn bảo vệ cho anh ta sao? Nói ai vậy? Tôi nói anh đó. Chuyện anh ấy đào hôn không liên quan tới cậu. Được rồi, chuyện này em không quản nữa. Chuyện của Đại Diệp em phải quản. Chị biết đêm tân hôn của chị chính là chị tên khốn nạn này. Đại Diệp trên đường quay về mới bị tai nạn xe đó. Đứa bé mất rồi. Ở bệnh viện nào? Không được đi, đứng lại cho tôi. La Sướng, lão Hà mà có chuyện gì, hai chúng ta lập tức ly hôn ngay. Thạch đầu, đi. Sao cậu lại ngồi đây? Làm giật mình luôn đó. Sao rồi? La Sướng có tới tìm cậu không? Hai người đã đăng ký kết hôn chưa?
Đã là lúc nào rồi cậu còn lo cho những chuyện này chứ? Cũng tại mình hết. Đang yên đang lành, tự nhiên đòi kết hôn làm gì? Mình biết rõ La Sướng vẫn chưa sẵn sàng, lại cứ ép anh ấy. Anh ấy không đến thì thôi. Người giống như anh ấy đúng là không đáng tiếc. Nếu như mình không gọi điện cho cậu, kêu cậu đi tìm anh ấy, thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Đều tại mình hết. Mình xin lỗi. Đừng mà, chuyện này không liên quan gì tới cậu đâu. Hôm nay là ngày vui của cậu, cậu không được khóc đâu đó. Hơn nữa, La Sướng khác với người khác. Điều đáng quý nhất của anh ấy chính là tính trẻ con. Điều cậu thích nhất không phải chính là điểm này hay sao? Hai bọn mình lại hại cậu rồi, còn hại luôn cả đứa bé trong bụng. Mình xin lỗi cậu nha. Đại Diệp, mình xin lỗi cậu. Đừng có nghĩ lung tung. Chuyện này đâu có liên quan tới hai người đâu. Chỉ trách bản thân của mình không cẩn thận thôi. Đừng có tự đổ chuyện này lên người mình nữa. Với lại, đứa bé đó vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn. Điều gì đến thì sẽ đến, phải đi thì sẽ đi. Mất rồi thì thôi. Cậu đừng có nói như vậy. Cậu vẫn còn trẻ, chắc chắn cậu sẽ lại có đứa bé của chính mình. Được rồi, đừng có khóc nữa. Chuyện của mình sau này hẳn nói đi. Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là cậu và La Sướng. Hai người làm sao để sống hạnh phúc với nhau. Đừng có tức giận anh ấy làm gì. Với lại chuyện này thật sự không liên quan tới hai người đâu. Đừng có tự đổ lỗi vào mình nữa. Đừng có tự trách mình. Nếu không sẽ không sống được đâu. Cậu đã nghe thấy chưa? Đừng có khóc nữa mà, xấu lắm. Chuyện tai nạn xe lớn như vậy, sao cậu không nói ngay với mình? Có phải cậu không coi mình là em gái của cậu phải không? Chính vì coi cậu là em gái, là người nhà, cho nên báo chuyện vui không báo chuyện buồn. Hơn nữa hôm nay cậu kết hôn, chuyện vui như vậy, sao mình có thể gây phiền phức cho cậu chứ phải không? Những chuyện trước đây mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi cậu. Được rồi, đừng khóc. Thật sự không sao mà, đừng khóc nữa. Cậu không có lỗi với mình. Đã nói rồi, đừng quá đặt nặng chuyện này. Sau khi mình khỏe, mình còn muốn tham gia hôn lễ của hai người nữa. Đợi uống ly trà báo hỷ của hai người đó nha. Mình nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của hai người. Cậu ngẩng đầu lên cho mình đi. Ngẩng đầu lên nhìn mình đi nè. Không cho mình tới tham gia hôn lễ của cậu sao? Không cho hả? Không cho. Được rồi, đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa. Nước mũi chảy ra tay của mình hết rồi nè. Thấy ghê quá đi. Sao cậu không cầm giấy đăng ký kết hôn của cậu qua đây cho mình xem? La Sướng mua nhẫn cho cậu chưa? Phải bắt anh ấy mua một chiếc to thật to đó. Nếu không mình sẽ không tha cho anh ấy đâu. Anh ấy mà bắt nạt cậu thì mình sẽ đánh anh ấy đó. Đánh cho anh ấy khỏi ngóc đầu lên luôn. Nhất định phải khiến cho cậu hạnh phúc. Tên tiểu tử đó ngày ngày gây chuyện, đúng là đáng đánh. Đáng đánh lắm. Tôi xin lỗi. Đại Diệp sẽ không hận tôi chứ? Tự đi nói với Đại Diệp đi. Vậy còn anh? Anh có hận tôi không? Tôi không có hận anh. Tôi hận bản thân tôi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy. Thật sự thì sao tôi lại khốn nạn như vậy chứ? Sao có thể làm hại cô ấy như vậy chứ? Anh vào thăm cô ấy đi. Lúc này có thể trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Dù sao hai người cũng từng yêu nhau.
Mặc dù là đã bỏ lỡ, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn có anh. Tôi khiến cô ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, tôi làm gì có tư cách vào gặp cô ấy chứ. Đại Diệp ổn không? Muốn biết có ổn không, anh tự vào mà coi. Lai Sướng, không lẽ anh lại muốn trốn tránh? Lão Hà tại sao lại trở nên như vậy? Trong lòng anh không biết hay sao? Anh còn nhớ lúc lấy giấy đăng ký kết hôn anh đã nói gì với em không? Anh nói anh xin em. Tại mỗi phút giây anh phạm phải sai lầm sẽ đứng phía sau giẫm chân một cái thật mạnh. Anh sai lầm cái gì chứ? Anh không sai sao? Cô ấy sẽ không muốn gặp anh đâu. Là Sướng, lúc anh đào hôn em không có hối hận gả cho anh, nhưng bây giờ em có chút hối hận rồi. Anh cho rằng em không biết tại sao anh lại xuất hiện sao? Là vì Lão Hà đã đi tìm anh. Với cá tính của anh, cho dù là em đợi tới chết, anh chắc chắn cũng sẽ không đến nếu như Lão Hà không tìm anh. Hôn nhân của chúng ta là do Lão Hà ban cho. Nếu anh còn là con người thì vào thăm đi. Em cho rằng anh không muốn sao? Vào thăm cô ấy thì sao? Anh không còn mặt mũi vào thăm cô ấy. Anh sợ là cô ấy sẽ... Anh định trốn cô ấy cả đời sao? Nghi thức tạm biệt nữa hả? Sao không vào một lượt đi mà từng người lại vào rồi? Phải rồi, xe của anh đã bị người ta tông trúng, có phải là thảm lắm không? Anh đi sửa trước đi. Bao nhiêu tiền thì báo em. Đại Diệp, em đừng có như vậy mà. Có nợ thì phải trả, đó là điều hiển nhiên. Vì anh nợ em nhiều như vậy, khi nào có thể trả hết? Anh biết em không muốn gặp anh đâu. Biết vậy sao còn đến? Da mặt của anh cũng dày quá đó. Lưu Đan nói rất đúng. Anh là một người rất ích kỷ. Là Sướng, anh qua đây. Sao vậy? Đại Diệp,